tỷ tỷ. Yêu tiên tỷ tỷ, là ta đi. Là ta đi. Là ta đã làm ngươi bị thương. Yêu tiên tỷ tỷ, suốt cuộc là chuyện gì vậy? Nếu ta đoán không lầm thì luồng sức mạnh tà khí trên người tỷ là cùng một luồng sức mạnh với lớp sương mù đen lan ra từ cây khổ tình. Nhưng cây khổ tình là cây thần tinh khiết đến hoàn hảo, sao lại có sức mạnh tà khí này? Nếu tỷ không muốn nói thì cứ xem như ta chưa từng hỏi, ta cũng sẽ không kể chuyện này với ai. Ta sẽ nói cho ngươi biết, mấy trăm năm nay cây khổ tình vẫn luôn bị sức mạnh hắc ám ăn mòn. Ta vất vả điều tra nhiều năm, cuối cùng đã phát hiện ra dấu vết sức mạnh hắc ám trên người Kim Nhân Phượng. Nhưng sức mạnh hắc ám trên người tỷ là từ đâu ra? Cây khổ tình bị ăn mòn, ta cũng bị ảnh hưởng. Có điều không ngờ là lần này là nghiêm trọng như vậy. Luồng sức mạnh này có liên quan đến người tỷ nhìn thấy trong cơn ác mộng kia à? Không liên quan đến người đó. Vậy người đó là ai? Một người quen cũ mà thôi. Mau lên. Nhẹ thôi. Lệ mề quá đó. Cho ngươi biết. Nhìn cái gì đấy? Cho dù ngươi không phải đồng bọn của Kim Nhân Phượng thì ngươi vẫn phải chịu phạt. Để ta thử xem bán ngươi cho tiệm nào thì thích hợp đây. Nhã Nhã tỷ đến rồi à? Đây là kẹo nổ duyên lai phúc mới ra của chúng ta, tỷ thử xem. Ngon quá. Có cả sữa chảy nữa này. À đúng rồi, tiệm các người có thiếu người làm không? Người thấy người này thế nào? Đứng lại. Ở đây này. Đứng lại. Đến đây nào. Đứng lại. Đến đây nào. Gậy Định Hải này phải bảo quản cho kỹ vào chứ. Cô thích Tam Thiếu Gia Ngạo Lai sao? Không phải thích. Vậy thì là gì? Là sùng bái. Đại thần là để sùng bái. Thích thì nông cạn quá. Bỏ đi, không nói với ngươi nữa. Chuyện của người mạnh có nói ngươi cũng không hiểu đâu. Rốt cuộc ngươi là ai? Tỷ tỷ đã nhận được truyền tin của công tử A Lai, mời đến Đồ Sơn gặp mặt. Thì ra ngươi là khách của tỷ tỷ hả? Xin mời. Ngươi là ai? Ta là anh hùng hảo hán, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ. Bớt nói nhảm đi. Rốt cuộc ngươi và Kim Nhân Phượng có quan hệ gì? Kim Nhân Phượng ngư? Nhắc đến ông ta làm gì? Mất cả hứng. Không cần nói nhảm với hắn. Đi tìm tỷ tỷ trước đi. Cũng đúng. Tên này giao cho tỷ.
Thiên thư, Dương Viêm thuần khiết tầng thứ hai, ta thành công rồi. Trong truyền thuyết, nhiệm vụ thiên thư là nhiệm vụ tình duyên mà cây khổ tình giao cho đương gia của Đồ Sơn, nhưng mấy đương gia trước đây chưa từng nhận được. Sao lần này lại dán thiên thư cho mỗi mình tỷ tỷ chứ? Sắp đặt như vậy chắc chắn là có thâm ý khác. Nghe nói nhiệm vụ thiên thư có liên quan mật thiết đến cây khổ tình. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tình duyên thì sức mạnh tình yêu tạo ra có thể nuôi sống lại cây khổ tình. Nếu không hoàn thành được sẽ gây ra tai họa. Hiện giờ yêu lực của tỷ tỷ đang bị tổn hại, ta lo lắm. Đừng lo lắng, yêu hồ Đồ Sơn kế tựu hàng ngàn năm, có lần nào là dễ dàng đâu. Huống hồ thiên thư đã giáng xuống, chỉ có thể đối mặt thôi. Có khi đây cũng là cách cây khổ tình tự cứu lấy nó. Tỷ tỷ, không biết nhiệm vụ thiên thư này là chỉ cái gì? Thiên thư trống không ư? Không, ta sắp thành công rồi. Đừng hòng có ai ngăn cản được ta. Không hay rồi, linh cốt rời thân thể, yêu lực còn lại của yêu tiên tỷ tỷ không đủ để chống đỡ cho linh cốt. Nguyệt Sơn, dùng thần hỏa trợ giúp ta, mau! Dương Phim thuần khiết. Làm lại.
Yêu lực của ta hiện giờ thậm chí còn không nhận ra được là ngươi đang đến. Hối hận rồi à? Đại đương gia như ta có phải khiến các ngươi rất lo lắng không? Để không chỉ khiến người khác lo lắng mà còn khiến người khác phiền lòng. Tỷ nghĩ xem, một mình tỷ gánh vác nhiều trách nhiệm như thế, nếu tỷ thật sự, nếu như tỷ thực sự xảy ra chuyện gì thì kiểu gì cũng phải có người gánh vác thay tỷ chứ. Cho dù chỉ vì những điều này thì tỷ cũng phải biết trân trọng sức khỏe của mình. Biết đến lớp người khác khi nào thế? Chỉ cho phép tỷ được lên lớp người khác, không cho phép người khác lên lớp tỷ à? Hay là ta mời trưởng lão đến đeo máy càm đàm tỷ một trận nhé. Ta hứa với ngươi. Gió nổi lên rồi, ta đưa tỷ về nghỉ ngơi nhé.